Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thông Mạ Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cho phóng tắc. Arahang samma sambuddho bhagava mô thang bhagavan tăng na phi va đê mi sva kha to bhagava ta tham mô tham mang ma sa mi Supati banno bhagavato se vaka sangho sangkhang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thông Mạ Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do nó là tán dương đức tam bảo các thống tác sinh gia họ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử tu hành theo vô tịnh lạc đứng quá trong phật pháp và chứng đắc đạo quả nước bàn đồng nhau cả thảy sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, hình như bài tràng thứ hai tuần trước rồi, thứ hai vừa rồi chúng tôi vừa trình bày với quý vị rằng ở trong bài kinh tứ niệm xứ này thì sau khi mà Đức Phật Ngài giảng về ba cái pháp mà cộng tác với Phật quán đó, tức là Atapi tinh cần, rồi Sambacchano tức là tỉnh giác, và Satima là an trú niệm, thì ở các ngài thiền sư có nói rằng trong đó có cái định ở trong đó nha. Thì quả thật như vậy, ở trong bản sứ giải do ngài Ganh Thá Sa Rá mà biên tập, thì ngài Ganh Thá Sa Rá là người Miến Điện, ngài có cái bằng gọi là Áo Phí Văn Xá. Bằng Áo Phí Văn Xá là một cái bằng cao ở trong cái nền Phật học của Miến Điện. Thì cái vị này có cái bằng Áo Phí Văn Xá đó, giống như ngoài đời chúng ta gọi là có bằng tiến sĩ. Thì bằng Áo Phí Văn Xá là cái bằng cao cấp ở trong cái Phật học của Miến Điện. Ở chữ Áo Phí là cao tột, Văn Xá có nghĩa là cái dòng dõi. Áo Phí Văn Xá có nghĩa là dòng dõi cao tột. Thì ngài đạt cái bằng này rất là tốt. Và cũng giống như ở ngoài đời cũng như cái bằng tiến sĩ là chúng ta có, mà là tiến sĩ y khoa, tiến sĩ vật lý, tiến sĩ hóa học, tiến sĩ toán, tiến sĩ cầu đường, tiến sĩ kinh doanh, v.v. Thì ở trong Phật học của Miến Điện cũng có nhiều cái cấp độ tiến sĩ, xin lỗi không phải là cấp độ mà có nhiều cái đẳng cấp về Áo Phí Văn Xá. Riêng cái ngày Ganh Thá Sa Rá này là có bằng Áo Phí Văn Xá về cái Trung Bộ Kinh, cho nên ngài đã lý giải rất là rõ ràng về cái bài kinh tứ niệm xứ này. Ngài dựa vào trong cái bản sứ giải của ngài Mahasi mà ngài giải thích. Thì cái ngài giải thích rằng là ở trong cái bản kinh tứ niệm xứ đó, Đức Phật ngài không có nói trực tiếp về cái định, tức là Samatha. Samatha thì cái từ Samatha mà chúng ta thường quen đó, thì cũng có nghĩa, theo ý nghĩa Pali có nghĩa là cái pháp và tĩnh lặng, pháp yên lặng, hay là cái pháp tĩnh tâm, sự tĩnh tâm, rồi chúng ta quen dịch là cái định như vậy. Thì Đức Phật ngài không có trực tiếp nói về cái pháp Samatha, nhưng mà ngài nói cách gián tiếp về cái định này nó phát sinh từ cái liên hệ tới cái niệm là Sati. Nó từ niệm thì từ định tuệ quán, tức là Vipassana Ñāṇa đó, được sinh ra, được hình thành. Rồi sự thuyết giảng gián tiếp định này nó thuật ngữ được gọi là Migāpāda Vālañcana Nayā, có nghĩa là cái phương thức theo dấu vết của chân nai. Chữ Migāpāda có nghĩa là chân nai, mà Vālañcana là dấu vết. Quá lạnh chanh á có nghĩa là theo dấu vết. Rồi nó giá tức là cái nghĩa là cái phương châm hay là cái phương thức. Cho nên Migāpāda quá lạnh chanh á nó giá
nghĩa là cái phương thức theo dấu vết của thân của con nai, tức là một cái người thợ săn nai đi săn nai thì họ theo dấu vết những con nai mà họ đang muốn săn bắt. Thì khi họ đi tới đi theo dấu vết thì tới một cái tảng đá thì thấy dấu chân nai biến mất, rồi nhìn qua bên kia cái tảng đá thì thấy cái dấu chân nai xuất hiện. Thì người thợ săn biết rằng đó là cái con nai nó đã đi trên cái tảng đá này. Thì cũng vậy, khi đứa trẻ con này thuyết giảng tinh cần, rồi sau đó ngài thuyết giảng tới cái an trú niệm, tức là Satima đó, tức là ngài gián tiếp đề cập tới định, cũng giống như là cái dấu chân nai đi trên tảng đá này. Ngài không nói trực tiếp về cái định mà ngài nói cách gián tiếp như vậy. Thì cái định này là cái niệm này là nhân sanh định, và định là nhân sinh tuệ. Thì trong cái phụ sứ giải của phụ sứ giải là cái Tika của kinh Đại Niệm Xứ có giải thích rằng là sát tí gắt há nê nê quá chết há sâm ma thích ta biết gá há năng tách tấp băng tách xa rồi xá ma thí thanh thê sân gá hí tách ta. Có nghĩa là hơn nữa nên biết rõ định có ở đây là nói cái đến niệm, vì niệm ấy có trong định quẩn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật ngài nói về cái định quẩn như vậy, nói đến cái định như vậy. Cũng có Phật ngôn ở trong Từ Bộ Kinh, cái phẩm mà Maha Quát, tức là đại phẩm, Đức Thế Tôn có dạy rằng Silap Bari Phavito Samathi Mahap Phá Lô Hô Tí Maha Lý Sông Sô. Có nghĩa là định mà tu tiến với giới thì có cái quả lớn, có cái lợi ích lớn. Rồi tiếp theo thì ngài dạy rằng Sá Ma Tí Bá Rí Phá Ví Ta Bành Nha Má Hấp Phá La Hô Tí Má Ha Ní Sông Sô. Tâm tuệ mà tu tiến với định thì có quả lớn, có lợi ích lớn. Rồi tiếp theo ngài dạy rằng là Banh Nha Bá Rí Phá Ví Tăng Xích Tăng Sá Ma Nê Quá A Sá Hoa Quê Ý Quý Bút Chá Tí Xê Giá Thí Đăng Ca Ma Sá Hoa Phá Hoa Sá Hoa Á Quý Cha Sá Hoa. Có nghĩa là tâm tu tiến với tuệ thoát khỏi các ô nhiễm. Ở đây chữ A Sá Hoa thường thường các ngài dịch là lậu hoặc, có nghĩa là ngâm tẩm hay là rỉ trải hay thấm ra. Nhưng mà ngài Phổ Tông á thì ngài dịch cái chữ A Sá Hoa là ô nhiễm. Thì chúng tôi thấy cái chữ ô nhiễm này nó hay mà nó rất là bình dị và nó rất là dễ hiểu. Cho nên chúng tôi cũng sử dụng chữ A Sá Hoa cũng có nghĩa là ô nhiễm. Còn những cái sách khác thì có thể sử dụng chữ ô nhiễm hay chữ A Sá Hoa là cái lậu hoặc, có nghĩa là ngâm tẩm, có nghĩa là thấm định ra, có nghĩa là rỉ trải ra. Nhưng mà dù có ngâm tẩm hay là thấm định ra hay là rỉ trải ra thì nó cũng bao gồm cho trong cái chữ ô nhiễm. Bởi vì thấm ngâm tẩm vô, ngâm tẩm ở như là những cái một cái thanh gỗ mà một cái rễ cây thuốc ngâm vô trong rượu thì một thời gian sau chính cái rễ cây thuốc đó nó cũng ngâm tẩm, cái mùi rượu nó cũng nhơ bẩn, hoặc tôi gọi là rỉ trải. Vì những cái ô nhiễm nó rỉ trải ra từ sáu vết thương là mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, quỷ. Mắt này thì nó rỉ trải ra là tham hoặc là sân, khi mà chạm vào những cái cảnh thích ý hoặc là không thích ý, không hài lòng. Tai nó cũng sẽ rỉ trải ra tham khi mà nghe những âm thanh hài lòng, thích thú. Và nó rỉ trải ra sân khi mà không có nghe được cái âm thanh thích thú hài lòng, cái âm thanh tốt đẹp. Mũi thì nó sẽ rỉ trải ra thơm khi mà ngửi những cái mùi hương tốt đẹp. Và nó sẽ rỉ trải ra cái sự phẫn nộ khi ngửi những cái mùi hôi thối như vậy. Lưỡi nó sẽ rỉ trải ra
cái sự tham. Khi mà nếm những cái vật chất ngon ngọt, những vật chất là hợp ý, thích ý, hài lòng, và nó sẽ là phẫn nộ. Khi mà nó gặp phải những cái vị chất cay đắng hay là khó chịu, mặc dù phải cần thiết với nó, nhưng mà người ta cũng vẫn là khó chịu. Điển hình giống như những người bị bệnh, phải dùng uống những gì, cái ly thuốc đắng. Họ biết rằng uống mà lại để trị bệnh á, nhưng họ cũng phải, khi mà uống vào họ cũng nhăn mặt. Họ giống là những người một cái sự khổ sở khởi lên cho nó, là bất bình chẳng hạn như vậy. Nếu là còn về thân cũng vậy, nó có thể rỉ trải ra những vật vô nhiễm là tham. Khi mà đụng chạm những cái vật nào tốt đẹp, những vật nào mà xinh xắn chẳng hạn, nhưng mà nó cũng sẽ rỉ trải ra sự sân. Khi đụng chạm những vật mà không vừa lòng, hoặc như là đau đớn, như là đập gai chẳng hạn, hay là da chạm do những cái vật cứng vật nặng khiến chảy máu hay vân vân như vậy, chúng ta mới thấy rằng là cái cũng dẫn ra một sự ô nhiễm hay là bị chảy là vậy. Và cho nên chữ a sa quá đây chúng tôi dùng cái ý nghĩa là chữ ô nhiễm. Và cái chữ này là của ngài Hậu Tông chứ không phải là của chúng tôi. Và cho nên thế giới tâm mà tu tiến với tuệ thì thoát khỏi những cái ô nhiễm tích ứng, tức là thoát khỏi cái dục ô nhiễm, thoát khỏi cái hữu ô nhiễm và thoát khỏi cái vô minh ô nhiễm. Thì như vậy là chúng ta mới thấy rằng cái định được Đức Thế Tôn ngài thuyết một cách gián tiếp như vậy. Nhưng ngoài định ra thuyết ra một cách gián tiếp như vậy thì Đức Phật ngài cũng đã thuyết giảng về cái giới một cách gián tiếp. Ở trong toàn bộ kinh chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn ngài không có đề cập tới giới. Rồi có một số cho rằng là khi mà hành tứ niệm xứ này không cần giới, đây là một cái quan điểm sai lầm, một quan điểm nó không có và chuẩn xác. Thật sự ra cái đối tượng đây chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài thuyết về bài kinh đại niệm xứ này thì là cái đối tượng đây chính là người dân xứ Cú Rú. Mà người dân xứ Cú Rú là có một cái truyền thống là giữ năm giới rất là nghiêm chỉnh, rất là tốt đẹp. Trong cái bờ ra câu chuyện bổn sanh Cú Rú Thăm Má, tức là Cú Rú Thăm Má đó, rất là cái pháp Cú Rú đó, thì của bổn sanh như là chúng tôi nhớ như là 447 đó, thì từ vua cho đến người dân, thậm chí đến cô kỹ nữ cũng giữ năm giới. Quý vị có thể tra cứu ở trong cái bổn sanh đó thì sẽ thấy rằng cái người dân Cú Rú lúc nào thì cũng có một cái truyền thống giữ giới rất là tốt đẹp. Cho nên cái Đức Thế Tôn là khi mà thuyết giảng những cái gì người ta đã biết rồi thì Đức Thế Tôn ngày thông qua, mà bây giờ ngài dẫn từ cái người ta chưa biết mà cho đến cái người ta đã biết, dẫn tới những cái gì người ta chưa biết. Đây là cái nghệ thuật thuyết giảng của bậc chánh định giác. Mặt khác thì chúng ta thấy rằng chánh niệm tỉnh giác đó, nó là cái thức ăn cho sự thu thúc các môn quyền, mà sự thu thúc các môn quyền đó là thức ăn cho ba thiện hạnh, và ba thiện hạnh chính là giới. Cho nên khi mà Đức Phật ngài thuyết về cái Sambacchano tức là tỉnh giác, và thuyết về cái Santima tức là niệm, thì Đức Phật ngài ngầm nói tới giới. Bởi vì tỉnh giác và niệm đó là thức ăn cho những sự là thu hút những cái môn quyền, nghĩa là thu hút con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà khi mà thu hút được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vậy thì đó là cái vật thực để mà nuôi dưỡng cho ba cái thiện hạnh, và ba thiện hạnh chính là giới. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng trong bài kinh tứ niệm xứ này, Đức Phật ngài đã gói ghém tất cả những cái khung trời của đạo Phật, tức là cái con đường mà dẫn tới niết bàn chính là giới định tuệ. Cái con đường dẫn tới niết bàn này thì chúng ta thấy rằng trong bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật ngài cũng nêu lên con đường giữa tám chi tức là giới định tuệ, nó dẫn tới cái sự chấm dứt đi sinh tử luân hồi, để diệt đi những cái phiền não. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ nghĩ là chọn cái đề tài này đó là tại vì là chúng tôi nghe được có một số Phật tử nói rằng có một số vị sư dạy thiền với cái hình thức là tên gọi là thiền miến điện chẳng hạn vậy. Tức là một số vị sư này sang qua miến điện tu thiền rồi 1 năm 2 năm hoặc là 6 tháng 3 tháng rồi trở về Việt Nam sống sinh sống,
Người đó về Việt Nam sinh sống rồi, vậy đó mới hướng dẫn những Phật tử tu thiền. Và vậy này nói là đó là cái thiền ở Miến Điện. Riêng với cái về cái lĩnh vực mà khuyến khích Phật tử tu tập về thiền định, họ chúng tôi tán thán và khích lệ. Tuy nhiên có một số sư lại nhân cái đó mà nói những cái điều mà chúng tôi thấy là rất là nguy hiểm, cho nên chúng tôi đơn cử ra có vị sư là nói rằng khi mà tu thiền tứ niệm xứ này không cần định là một điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai, có một vị sư lại nói rằng cái thiền định của Phật giáo á đó là một cái tà định, bởi vì vị này nghe biết rằng vị này nghe sư Tội Khanh thuyết giảng rằng là cái định nào không giải thoát đó là tà định, và vị này hiểu lầm rằng cho rằng cái thiền định á, chánh định á, không chứng đắc đạo quả, mà đã không chứng đắc đạo quả tức là không giải thoát, cho nên kết luận một cách rất là ghê gớm như vậy. Cho nên chúng tôi xin nói rõ cho các vị tử yên lòng rằng là thứ nhất là mặc dù cái các vị này tu tập ở bên Miến Điện, các tu thiền Miến Điện chẳng hạn như vậy, tuy rằng cái thời gian nó không có nhiều, khoảng chừng 1 năm hoặc là 6 tháng hoặc là 2 năm chẳng hạn như vậy, chưa nắm bắt được những cái yếu chỉ của về cái thiền là một, thứ hai nữa lại không có tham cứu về cái kinh điển sách vở, cho nên chúng tôi lặp lại rằng là tuy là chế định nhưng mà đừng có nói như vậy cho chừng là mang một nghiệp quả cực kỳ ghê gớm, cực kỳ là rất lớn. Bởi vì Đức Phật ngài giảng thuyết trong 45 năm luôn luôn ngài nói tới cái sự khổ và sự diệt khổ, mà muốn diệt khổ thì phải tu tập phải bát chánh đạo, mà đã bát chánh đạo thì phải có giới định tuệ nằm trong đó. Cho nên khi mà bác bỏ tu thiền tứ niệm xứ, bác bỏ giới là một điểm sai lầm, rồi tu thiền tứ niệm xứ mà không cần định cũng là một điểm sai lầm. Cho nên thì các vị này cần phải sám hối pháp bảo, và đã là xúc phạm đến pháp bảo cách rất là nguy hiểm, xem như là mang một cái nghiệp rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Đức Phật ngài dạy rằng những gì mà Như Lai có nói bảo rằng Như Lai không nói, và những gì mà Như Lai không nói bảo rằng Như Lai nói, đó chính là phỉ báng Như Lai. Và danh từ của Phật ngài dùng chữ phỉ báng ghê gớm lắm, nặng nề ghê kinh khủng, cái nghiệp rất là lớn. Trong giáo pháp Đức Thế Tôn luôn luôn có giới định tuệ. Rồi một vị là nói là cái định này là tà định, lại càng nguy hiểm nữa. Định này Đức Phật dạy luôn các vị tỳ khô phải nên tu tập về thiền định, mà lại nói là định này là tà định thì rất là nguy hiểm, phạm một cái nghiệp ác nghiệp lớn. Và cái ác nghiệp này, nó xin lỗi, nếu như cái vị này mà không sám hối, không cái ấy, không có hối cải, thì cái nghiệp này có khả năng dẫn xuống khổ cảnh đi chơi, bởi vì phỉ báng giáo pháp của Đức Phật. Đừng có xem nói cho sướng miệng rồi than van khóc như sau này. Rồi chúng tôi nếu như hỏi một cái vị nói rằng tu tập không cần định, vậy thì những cái bài kinh nào chỉ ra là Đức Phật ngài dạy rằng cái không cần định, hoặc là giả là cái vị nào mà nói rằng là thiền định này chính là tà định, thì cái dẫn ra cái bài kinh nào chỉ ra là rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái thiền định là tà định, thì chúng ta bảo đảm quý vị rằng là những cái vị này sẽ cú ớ và tìm cách lẩn tránh ngay. Và chúng ta khẳng định với quý vị rằng những vị thiền sư cao tăng của Miến Điện không có một vị nào bài bác định cả, mà lúc nào cũng luôn luôn là khuyến khích sắc tấn chỉ dạy và làm cho cái thiền sinh hân hoan tu tập về thiền định. Nên như ngài tiền bối trước đây, như ngài Lady chẳng hạn, hay ngài Mahasi chẳng hạn, hay ngài Mô Gốc, trong cái truyền thuyết Miến Điện thì ngài Mô Gốc là cái bậc thánh A La Hán, những cái điều dẫn về tu tập về thiền định. Rồi trong hiện tại này chúng ta thấy là một vị thiền sư danh tiếng là ngài Bá Úc cũng là khuyến khích những thiền sinh tu tập về thiền định.
Thậm chí tu tập tới đã đắc được tứ định luôn, tức là tứ thiền luôn, để dùng cái thiền định để rọi thấy những cái kalapa. Kalapa là cái nhóm sắc, để mà lúc đó nó phân biệt được những sắc nào, sắc nào, nhóm sắc nhóm nào, không vâng. Ngay cả những ngày thì sư như là ngài sư Sila Nanda hoặc là ngài của Bandita vân vân cũng đều khuyến khích về tu tập thiền định, chứ không có bài bác thiền định như vậy. Cho nên thì khi mà hỏi những cái vị này á, thì chắc chắn là vị này sẽ không có cái cách nào là biện minh được cái loại lý giải này. Thì ở đây chẳng đây và chúng tôi sẽ trích dẫn một số một số bài kinh, tức là chúng tôi nói rằng á, trong cái giáo pháp Đức Phật chỗ nhiều chỗ lúc nào cũng nói về cái thiền định. Đức Phật ngài cũng dạy Phật tử hay là dạy những vị tỳ khưu phải tu tập về thiền định, chứ không có bài bác thiền định, không có bác bỏ thiền định. Nên mấy vị này chúng tôi nói, có cảm giác là mấy vị học rộng, và chúng tôi không nêu tên ra là quý vị cũng hiểu biết rằng là tôi rộng lượng lắm á, để cho quý vị thấy thì quý vị nên cảnh tỉnh lại. Nhớ thì không phải chúng tôi không biết tên đâu, nhưng mà bây giờ chúng tôi nên trích dẫn cho quý vị nắm bắt nè. Nếu trong cái tập mà Bát Tí Sâm Phi La Mắt Giá đó, thì thường thường Bát Tí Sâm Phi La Mắt Giá chúng ta dịch đó là đạo vô ngại giải, tức là về cái con đường bát chánh đạo hay là tiếng đắc đạo quả đó, thì không ngần ngại để giải ra. Nhưng mà ngài In Đá Chanh Đô, tức là Sư Chánh Thân đó, với cái tác phẩm mà Bali Việt đối chiếu đó, thì dịch cái chữ Bát Tí Sâm Phi La Mắt Giá là phân tích đạo. Trong cái tập 2 đó, trong tập 2 thì cái phẩm mà nói về kết hợp chung, tức là giảng giải về sự kết hợp chung á, từ Yú Gá Nát Thá Katha. Katha là giảng giải, Yú Gá Nát Thá có nghĩa là hỗn hợp, là phối hợp, thì cái là cái kết hợp chung. Thì nêu ra là cái ngày anh ta đã nói điều này. Hôm nay các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu nào hoặc vị tỳ khưu nào tuyên bố về phẩm vị A La Hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn cái đạo lộ hoặc một đạo lộ trong bốn đạo lộ này. Thứ nhất là tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, tức là cái vị một phương án thứ nhất là vị ấy tu tập minh sát nhưng mà trước đó có thất thiền định, gọi là tu tập minh sát có chỉ định đi trước, một đạo lộ hình thành. Rồi phương án thứ hai là tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước, tức là cái vị này tôi đang tu tập chỉ tịnh nhưng mà trước đó là quán sát về cái minh sát, đây là một đạo lộ hình thành. Và đạo lộ thứ ba là tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung với nhau. Rồi cái cách thứ tư là tu tập có cái niệm khác khi tâm vị ấy bị bấn loạn rồi định tĩnh trở lại. Khi mà định tĩnh trở lại thì vị đó tiến hành minh sát. Rồi khi tiến hành minh sát vậy thì đạo lộ được hình thành. Tức là khi vị ấy có tâm bấn loạn, rồi khi tâm bấn loạn đó đã được định tĩnh lại, rồi vị đấy tập trung lại quán xét thì chuyên nhất được định ở đây. Rồi lúc đó đã đi quán xét thì thời điểm này thì đạo lộ được hình thành cho vị ấy, tức là bốn cách như vậy. Thì lần lượt chúng tôi sẽ diễn đạt ra bốn cách này. Thứ nhất, cái vị mà tu tập minh sát có định đi trước, tức là cái vị này đưa cho cái đen tu tập thì minh sát chẳng hạn, thì quán cái định xứ, nhưng mà trước nói vậy đó có chứng đắc được thiền định rồi sau đó mới triển khai minh sát. Đây là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên. Cái ngài Mục Kiền Liên từ khi mà mới xuất gia ở trong cái giáo pháp này, nếu mà tính theo lịch Việt Nam rồi khoảng khi mà tới đảnh lễ Đức Thế Tôn ở cái vườn Túc, thì trước đó ngài Mục Kiền Liên cũng như ngài Xá Lợi Phất, họ tất cả đều đã hai vị này chứng quả dự luôn sau khi nghe kệ ngôn của ngài A Sa Chí. Thì khi mà đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn ở vườn Trúc
thì có 250 vị tỳ khưu đi theo ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên. Rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên bài pháp, rồi sau khi bài pháp nó thì 250 vị tỳ khưu, xin lỗi, 250 vị hội chúng thì theo ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó, ở chứng quả là hán, riêng hai ngày Xá Lợi Phất càng ngày Mục Kiền Liên không chứng quả gì hết. Rồi tất cả đều sinh xuất gia, thì Đức Phật ngài đưa tay lên mới gọi là ê hí ê tha thích ca vô, hãy đến đây này các thiệt cô, thì tất cả đều đã thành bậc xuất gia hết. Nhưng nếu tính theo lịch Việt Nam thì cái ngày đó là ngày mùng một, tức là ngày mùng một Tết, thì vào bảy ngày sau thì ngài Mục Kiền Liên nỗ lực tinh tấn để thực hành thiền định, nhưng mà do tinh tấn quá sức cho nên ngài mệt mỏi, ngài bị ngủ gục. Thì khi mà Đức Thế Tôn thấy ngài Mục Kiền Liên bị ngủ gục đó, thì ngài phóng hào quang, ngài xuất hiện trước mặt Mục Kiền Liên để dạy bảy cái pháp mà từ việc cái sự ngủ gục, tức là sự không trầm đó. Thì bài kinh này được ở trong cái văn chi pháp bảy chi, bài kinh A485, tức là cái chương bảy pháp của tăng chi kinh. Rồi với cái bài kinh này gọi là kinh ngũ gục, nên gọi là kinh ngũ gục. Thì chúng ta tóm lược là Đức Thế Tôn ngài dạy Mục Kiền Liên á, là khi mà tu tập nó đang ngồi thiền định á mà phát sinh cái buồn ngủ. Cái trường hợp này cũng rất là nhiều nha, nhưng cũng đây là một kinh nghiệm để cho, đây là một bài pháp để cho quý vị học tập. Ở trong lúc mà mình ngồi thiền á mà phát sinh sự buồn ngủ đó, thì mình đừng có dội đi ngủ liền. Thì nếu mà khi mà phát sinh buồn ngủ tự nhiên mình đi ngủ liền, tức là mình đã chịu thua với cái phiền não không trầm. Mình phải chống cự lại nó, mình phải đối diện với nó. Thì Đức Phật ngài chỉ cho cái bảy cái pháp để trừ diệt cái không trầm này. Thứ nhất là khi mà mình đang tu tập rồi mình cảm thấy cái sự mà gắn bó vào cái đề mục mình nó càng ngày càng lơi, và cái thân thể mình cảm thấy nặng nề, mắt mình muốn ngủ chẳng hạn như vậy, thì mình biết ngay rằng là cái phiền não không trầm nó tới. Thì những người mà biết như vậy đó phải có cách để mà trừ diệt cái phiền não không trầm này. Cách thứ nhất là gì, là mình thay đổi đề mục. Ví dụ đang hành cái đề mục hơi thở, mà bây giờ cái không trầm nó buồn ngủ tới, thì mình biết rằng cái tâm mình nó không ưa thích với cái đề mục hơi thở nữa rồi, cho nên nó nhàm chán cái đề mục hơi thở, khiến cái tâm nó bị rơi vào cái thụ động, nó không có muốn hoạt động nữa. Thì mình thay đổi cái đề mục đi, mình quán về, mình xem xét về cái cảm thọ ở thân nha các bạn. Nhưng mà khi mà xem xét về cảm thọ ở thân thì chúng ta cũng phải, cái người hành giả cũng phải biết rằng thân là thân, cảm thọ là cảm thọ, cảm thọ là khác, thân là khác, chứ đừng có nghĩ rằng thân là cảm thọ. Cái đó là mình nhầm lẫn. Bởi vì tứ niệm xứ này á, Đức Phật ngài phân ra bốn cái niệm xứ, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Thân ra thân, thọ ra thọ, tâm ra tâm, pháp ra pháp. Khi mà mình thay đổi đề mục, tức là từ đề mục hơi thở là thân chẳng hạn vậy, thì mình biết rõ là hơi thở là thuộc về thân. Nhưng bây giờ buồn ngủ quá, mình chuyển sang xem xét cái thọ thân mình như thế nào, thì mình phải hiểu biết rằng là thọ là khác, thân là khác. Thân nó có đau tê nhất, nhưng mà cái đau tê nhất nó không phải là thân, mà nó lại là thọ. Phải tỉnh táo như vậy. Rồi, cũng giống như một cái người nên nhìn thấy cái ruộng lúa xanh nhiều thời gian thì cảm thấy buồn ngủ, chợt thấy được cái trong cây đám, thì cái đám ruộng xanh nó có một cái ngôi nhà đỏ, ngôi nhà ngói đỏ vươn lên mọc lên, hay là một tòa lâu đài mọc lên, thì người đó mới chăm chú lại cái tòa lâu đài. Đây là chăm chú tới cái ngôi nhà ngói đỏ chẳng hạn như vậy, thì cái sự mà chăm ngó cái ruộng lúa xanh nó không còn nữa, thì lúc đó cái tâm nó lại phấn chấn, nó quan sát cái điều mới mà, tức là cái ngôi nhà hay tòa lâu đài đó thì nó sẽ không có buồn ngủ nữa. Như thế nào cũng vậy, khi cái đề mục cũ mình á bị cái tâm nó bị giả dụi, cho nên cần phải thay đổi cái đề mục.
nếu rồi mình thay đổi mộng thì hỗn độn nó sẽ chấm dứt, rồi mình tiếp tục quay trở lại đề mục của mình. Thì lúc đó là mình đã thắng được cái phiền não hỗn độn. Còn bây giờ cái trường hợp nữa là phiền não hỗn độn nó thắng thế thì sao? Tức là mình thay đổi đề mục rồi nhưng mà vẫn còn buồn ngủ. Thì Đức Phật ngài giải tiếp là buồn ngủ mà vẫn chưa bị tiêu diệt thì hãy quan sát những cái pháp mà mình đã nghe hay mình đã học thuộc. Tức là như chúng ta thấy rằng có những đêm chúng ta tầm đọc mất ngủ bởi chúng ta suy tư một cái vấn đề đó, cứ ngẫm nghĩ mãi một vấn đề đó, rồi khi mà giật mình thức dậy thì giật mình ngó lại thì đồng hồ đã 2 giờ khuya, 3 giờ khuya chẳng hạn vậy. Trong cái thời gian thì thường thường là 11 giờ mình đi ngủ, chứ mình lo mình suy tư mãi một vấn đề, ngẫm nghĩ mãi một vấn đề nào đó thì có thể 2 giờ khuya hoặc 3 giờ sáng mình mới thức kia cũng còn thức. Như thế nào cũng vậy. Thì phương pháp thứ hai là khi mà cái buồn ngủ mà chưa bị diệt thì hãy quan sát những cái pháp mà mình đã nghe hoặc là những cái pháp mình đã học, rồi quan sát một cách là rộng rãi, tức là quan sát nhiều cái chi tiết về cái tổng thể chung, rồi những cái chi tiết ví dụ như Đức Phật ngài dạy cái pháp này gọi là tham. Thì tham có bao nhiêu cách tham, tham nó như thế nào, tham nó sẽ khởi ra, rồi cái tham này nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả như thế nào, vân vân, chẳng hạn như vậy. Chúng ta phải suy ngẫm những cái pháp mình đã được nghe hoặc là đã được học thuộc, chẳng hạn như vậy. Thì nếu như buồn ngủ chấm dứt thì chúng ta là giả là tiếp tục cho xong cái thời thiền. Nhưng mà bây giờ cái buồn ngủ nó không bị diệt nữa, nó vẫn tiếp tục buồn ngủ, mặc dù suy ngẫm nhiều nhưng mà mắt cũng cứ riêu riêu cũng muốn ngủ. Thì đó là một cái pháp thứ ba mà Đức Phật ngài chỉ dạy là nếu buồn ngủ mà chưa bị tiêu diệt thì hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi. Tức là bây giờ thì sau khi mà mình suy ngẫm pháp rồi mà cái buồn ngủ vẫn còn nữa thì bắt đầu mình tụng niệm những cái bài kinh, những mà bài kinh mình học thuộc lòng như thế này, nó một cách chậm thôi. Nhưng mà nếu ở trong những thiền đường đó thì các ngài thiền sư khuyên rằng là mình không nên, tại vì khi mà ở trong một thiền đường nó rất có nhiều người ngồi thiền mà mình tụng lên như vậy làm rối loạn cái tâm của những hành giả đang mà thiền như vậy, thì trong những thiền đường như vậy khi mà buồn ngủ như vậy thì mình cũng tụng, nhưng mà tụng nhỏ để cho mình nghe thôi, đủ để mình nghe mà thôi. Nếu tụng kinh cho nó rõ ràng mà tụng chậm thôi chứ không cần phải tụng nhanh, tại vì mục tiêu của mình là tụng để mà chiến thắng hay là chiến đấu với cái hôn trầm, chứ không phải là mình tụng cho ai nghe hết, mình phải tụng nhỏ thôi. Đây là cái cách thứ ba. Rồi nếu mà cách thứ ba tụng một cách rộng rãi vậy mà buồn ngủ nó vẫn còn tiếp diễn, tức là chưa có chiến thắng được cái hôn trầm, thì còn cái giải pháp thứ tư là khi mà buồn ngủ mà chưa bị tiêu diệt thì hãy kéo hai cái lỗ tai, rồi xoa tay xoa chân, xoa tay chân xong rồi kéo hai lỗ tai lỗ tò tiếp tục cái đề mục của mình. Rồi nếu như kéo được hai lỗ tai rồi kéo xoa bóp tay chân mà buồn ngủ vẫn còn chưa bị diệt, nó vẫn còn còn áp chế mình, nó còn chiến thắng mình, thì hành giả đó nên đi rửa mặt, tức là đi rửa mặt cho nó tươi tỉnh lại, rồi nhìn ở chỗ nhìn lên bầu trời, tức là chỗ thoáng đãng, chỗ mà rộng rãi, hoặc là nhìn những các vì sao, nếu mà rộng ban đêm thì nhìn những các vì sao hay nhìn lên bầu trời chẳng hạn. Rồi đây là nếu mà cái hôn trầm mà nó chấm dứt được thì tốt, còn nếu mà hôn trầm nó vẫn còn tiếp tục, nó làm cho mình không có trọn vẹn một cái thời thiền nữa, thì cái người hành giả này họ sẽ tác ý đến ánh sáng, tức là nghĩ đấy, nếu mà đã ban đêm thì nghĩ đến ban ngày, ánh sáng ban ngày, rồi ban ngày thì đang ngồi ban ngày thì nghĩ đến ánh sáng, rồi được cỡ ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng vân vân, nghĩa là tác ý tới ánh sáng để cho cái tâm mình nó được sáng lên, nó sáng sủa lên, nó tốt đẹp lên. Đây là phương pháp thứ sáu. Rồi nếu như phương pháp thứ sáu áp dụng rồi, tức là tưởng tới ánh sáng, tức là ánh sáng ban ngày cũng như ánh sáng ban đêm,
ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng vân vân, mà hôn trầm vẫn còn tiếp tục, hôn trầm vẫn còn tiếp tục. Thì cái hành giả này để rời bỏ đứng đi để đi kinh hành, đi kinh hành, đứng lại đi kinh hành, đi kinh hành một thời gian khoảng chừng 10-15 phút chẳng hạn vậy. Mà sau khi mà đi kinh hành một thời gian 10-15 phút, tiếp tục ngồi xuống, ngồi lại để một mình. Nhưng mà khi đi kinh hành 10-15 phút mà chưa chiến thắng được cái buồn ngủ, ngồi lại vẫn còn buồn ngủ, thì đúng là thì lúc bây giờ Đức Phật dạy rằng khi ấy đó là cái thể xác của mình nó đã không chịu đựng nổi, nó muốn nghỉ, tức là nó quá mỏi mệt rồi, nó rất là mỏi mệt rồi, nó cần sự nghỉ ngơi. Ngay cả những vị thánh A La Hán khi mà ngài chánh niệm tỉnh giác nữa, ngài thấy rằng cái thân xác này nè nó đã hoạt động quá nhiều rồi, nó cần phải sự nghỉ ngơi, thì ngài cũng tìm chỗ ngài nghỉ, ngài nằm xuống, rồi ngài đưa tâm an trú trong đề mục thiền, và ngài đi thẳng vô cái dòng thủ phần luôn, ngài không có bị cái hôn trầm. Mà chúng ta có thấy rằng á, cái điều này chúng ta thấy rằng ngay cả những cây cỏ, những loại cây chẳng hạn vậy, mặc dù chúng nó là vô tri, nhưng mà nếu mà thời gian mà nó hoạt động nhiều quá, nó cũng phải cần phải có chỗ nghỉ ngơi. Như chúng ta thấy là những cái cây cổ thụ hay những cây lá nha, buổi chiều làm như nó rủ xuống nha, nó những cái lá nó cột xuống nha, nó khô. Hoặc là có những loại cây thì nó giống như chúng ta gọi là cây ngủ ngày hay vậy, thì khi mà trời sắp tối nó xếp lá lại, tại ban ngày nó đã hoạt động rất là nhiều. Ngay cả những cái cây vào lúc mà khi mà nó hoạt động nhiều quá thì nó cần phải nghỉ ngơi, nó cũng có. Thì ngay cả những thân xác của vị thánh A La Hán, mặc dù vị thánh A La Hán không còn không trầm nữa, nhưng mà ngài tỉnh giác biết rằng cái sự hoạt động của thân nó đã cần thiết phải để cho nó nghỉ, thì ngài cái ngài cũng để cho nó nghỉ. Cái thầy có thể ngài nghỉ ở trong cái mức độ là thiêu. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn á, sau khi mà vào hằng sáng á, ngài cũng nghỉ, nhưng mà ngài nghỉ trong cái niệm tỉnh thức, tức là cái ngài nghỉ mơ màng màng, một trạng thái mơ màng màng màng, chứ không phải là ngài ngủ say ly bì. Và chúng ta trong kinh văn chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn bị một cái ác nghiệp nó ác quả nó tấn công đó, khiến cái ngài đang giảng thuyết kìa, rồi thì cái ác quả nó làm cho cái thân của ngài nhức đau nhức lên, rồi ngài mới phán dạy như ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Một Kiền Liên, này Xá Lợi Phất hay là này Một Kiền Liên, các vị tỳ khưu vẫn còn tỉnh ngủ, hỷ thay Như Lai mà thuyết giảng pháp đến cho các vị tỳ khưu. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới tải Y Tăng là đây là 4, ngài nằm với cái dáng nằm của con sư tử, tức là bàn tay phải để dưới đầu ở trên và nghiêng không về phía bên tay phải, tức là thâm trái ngài hướng lên phía trên này, cái tư thế nằm này, cái hai cái chân trái gác lên cái chân phải, thì tư thế nằm này được gọi là dáng nằm của con sư tử. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái hông phải nằm ở dưới và cái hông trái đưa lên trên. Tại sao nằm như vậy? Bởi vì cái hông trái là nơi có trái tim. Nếu mà nằm mà để cái hông trái nằm ở dưới mà không phải nằm ở trên á, tức là cái mặt trái nằm ở dưới mà mặt trên đè xuống, thì trái tim nó sẽ bị nhồi, bị những cái máu huyết nó làm cho đè nặng trái tim. Còn hơn là khi mà đưa cái không phải nằm ở dưới mà không trái hướng lên trên trời, thì trái tim nó được thanh thản, nó được nhẹ nhàng, nó không bị cái áp lực. Đây là một tư thế này, được gọi là tư thế của đôi bếp nằm của con sư tử. Thì sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngày nằm như đó, như ngày không phải ngày nghỉ, không phải ngày ngủ, ngày an trú để cho cái thân nó không có còn bị nhức mỏi, không còn đau nữa. Rồi đến khi mà ngài Xá Lợi Phất kết thúc bài pháp, hoặc là ngài Một Kiền Liên kết thúc bài pháp, thì lập tức ngài đã ngồi dậy, ngài tán thán vân vân. Cái nghiệp này đó, trong cái
bản giải thích của Ngài Hộ Pháp. Ngài giải thích rằng những cái ác nghiệp mà quá khứ mà Đức Thế Tôn Ngài bị đau lưng như vậy đó, đó là cái quả mà bị đau lưng như vậy là do một cái ác nghiệp trong quá khứ của Đức Thế Tôn. Tức là trong quá khứ khi Đức Thế Tôn còn là Bồ Tát đó, Ngài là một võ sĩ rất là giỏi, rất là mạnh mà rất là thông minh nữa. Thì bây giờ có một võ sĩ rất là giỏi lên tới cái quê hương của Ngài thách đấu, và hầu như là những anh tài ở trong cái quê hương này, cái làng của Ngài đó, đều bị người võ sĩ này đánh ngã gục hết, chỉ còn một mình Ngài thôi. Còn Ngài lúc đó rất là thông minh, Ngài nói là cái người thân quan sát xong á mới thấy là cái người võ sĩ này rất là mạnh, rất khỏe, nếu mà đơn độc mà dùng sức lực với sức lực thì sẽ không thể thắng được. Cho nên Ngài nhanh trí, Ngài lòn ra sau lưng của người võ sĩ này, dùng hết sức mạnh đánh vào trong cái xương sống của cái người võ sĩ này. Vì Ngài đánh rất mạnh cho nên cái xương sống của người võ sĩ nghịch đó là bị tổn thương, bị đau xuống. Do cái xương sống bị đau như vậy, cái người võ sĩ này chịu không nổi, mới ngã xuống. Ngài ôm cái người võ sĩ này quay mòng và đánh thẳng vào trong những cái điểm mà khi nãy mới vừa đánh nữa, khiến cho người võ sĩ này bị đau nhất cái xương sống vậy và bị phu cuộc. Thì do tuy rằng là Bồ Tát, nhưng mà khi mà còn võ sĩ, Ngài rất là thông minh, rất khỏe mạnh, cho nên Ngài chiến thắng, nhưng mà không ngờ tạo một cái nghiệp này. Cho nên mày ngay hôm nay Ngài đã trở thành bậc vô thượng chánh giác rồi, nhưng cái ác quả nó tới chỗ cho Ngài. Cho đôi khi Ngài đang thuyết giảng pháp cho đến các vị thì cô, thì cái ác quả này nó sanh khởi lên khiến Ngài bị đau lưng. Mà khi Ngài đau lưng á, Ngài mới dạy Ngài một Thiền Liên hay Ngài Xá Lợi Phất hai Ngài thuyết giảng là những cái bài pháp đến cho các vị thì cô. Nhưng mà khi Ngài nằm để nghỉ, Ngài nằm để nghỉ thôi, nhưng mà khi mà vừa dứt thời pháp thì Ngài đã tỉnh táo trở lại. Đây là một cái điều rất là đặc biệt của vị chánh đẳng giác. Giống như là chúng ta nghĩ là ngủ mơ màng, nhưng mà không phải là ngủ, mọi người có một trạng thái mơ màng vậy đó. Đó là cái trạng thái an nghỉ của vị chánh đẳng giác như vậy. Thì trong trường hợp mà vào cái pháp thứ bảy á, khi mà chúng ta đi kinh hành rồi mà vẫn còn buồn ngủ nữa, thì nghĩa là cái thân xác chúng ta nó đã không chịu đựng nổi và nó cần phải nghỉ ngơi. Thì bây giờ chúng ta cái phần này dạy rằng hãy đi ngủ với cái niệm tỉnh thức, có nghĩa là cho đi ngủ rồi với niệm là ngủ nửa tiếng hồ thôi, hoặc là cho đi ngủ nhưng mà ngủ với cái ý niệm là chỉ ngủ một tiếng hồ thôi, như vậy. Khi mà nhận tâm như vậy, khi tới đó tự nhiên có một cái đồng hồ báo thức cho mình, không cần phải để đồng hồ thức, thì tự nhiên tâm nó giật mình lại này, nó kêu mình thức dậy. Và khi mà đã thức dậy rồi đó thì không còn nằm, không nên nằm trên giường nữa, hay không nên nằm ở chỗ ngủ nữa, mà phải dậy đi, dậy nhanh chóng này. Như vậy thì cái đấy là một phương pháp để gì từ cái sự buồn ngủ vậy. Thì nương theo cái cách này thì ngày Mục Kiền Liên thực hiện ra vào ngày thứ 8 thì ngày chứng quả A La Hán. Đây là cái cách của mà ngài An Đa vừa nêu lên, tức là với cái người tu tập về quán có chỉ tịnh đi trước, tức là ngài Mục Kiền Liên tu tập thiền chỉ trước hay thiền chỉ tịnh trước, sau đó dùng thiền chỉ làm nền, tức là thiền chỉ tịnh làm nền để đưa tâm người quán xét. Đây là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là cứ quán trước, rồi là đang tu tập quán mà có đang tu tập chỉ mà có quán đi trước, tức là cái người này đang tu tập quán, quán thùng quán thôi. Nếu mà khi chứng đắc rồi thì lại là phương pháp thứ hai là tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước. Có nghĩa là cái người này tu tập minh sát trước, cái vị này tu tập minh sát trước, trong khi đang tu tập minh sát vậy đó thì đấy phát triển luôn cả thiền định, phát triển luôn cả thiền định.
Đây là trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là khi mà xuất gia xong thì vào ngày thứ 15, tức là ngày sáng ngày rằm tháng giêng đó, sáng ngày rằm tháng giêng đó, thì lúc đó ngài trong cái thời gian đó ngài vẫn tiếp tục thiền quán vậy thôi, chứ ngài không có tu thiền chỉ gì hết. Nhưng mà phải nói rằng á, do cái sự kiện của ngài Xá Lợi Phất rồi không có tu thiền chỉ vậy đó, một số hiểu lầm là tu thiền quán không cần thiền chỉ. Cái này mới là một điều sai lầm. Mà phải hiểu rằng trước đó, từ thời mà Đức Phật Anumanasi cách Đức Phật chúng ta đó, là một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất, thì tiền thân của ngài Xá Lợi Phất là một vị đạo sĩ tên là Xá Lợi Đá. Vị đạo sĩ này chứng đắc đắc được là bát thiền với ngũ thông. Nhưng mà vì lúc nói về ái mộ với cái vị thượng thủ tinh nhân tay phải của Đức Phật Anumanasi, cho nên Đức Phật Anumanasi là thuyết giảng pháp đến cho đạo sĩ Xá Lợi Đá cùng với những cái đồ chúng mình rất là đông. Nhưng mà dứt cái thời pháp đó thì những cái đồ chúng của vị đạo sĩ Xá Lợi Đá đó chứng qua là hết, riêng đạo sĩ Xá Lợi Đá gì ước vọng là trở thành một vị thượng thủ tinh nhân tay phải của Đức Phật Anumanasi, nên không chứng đắc gì hết. Mà lúc đó vị đạo sĩ này đã chứng đắc được tứ thiền hay là bát thiền luôn cả ngũ thông, tức là năm pháp thần thông. Nhưng mà chỉ vì ái mộ, chỉ vì thích thú, chỉ vì hoan hỷ, chỉ vì mến mộ với cái địa vị thượng thủ tinh văn mà phải lưu lại cả 100.000 kia, một A Tăng Kỳ lãnh 100.000 kiếp đó. Cho nên đây cũng là một bài học để chúng ta ghi nhận. Cho nên từ lúc đó là ngài Xá Lợi Phất luôn luôn thực hành thiền định rất là nhiều. Cho nên trong cái kiếp này ngài rất là thoải mái. Nhưng mà vào cái ngày buổi sáng rằm đó thì là người du sĩ, tức là cháu của ngài Xá Lợi Phất, ở đây có hai sự kiện xảy ra. Một là trong bên kinh điển thì nói rằng cái bài kinh Trường Trảo nói đây là cái vị du sĩ này có tên gọi là Nikanaka, tức là dịch là Trường Trảo, tức là vị này có móng tay dài. Vị này là cháu ngài Xá Lợi Phất. Một bản dịch khác, một bản kinh khác thì nói là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Thì nghe ông này rất là ngưỡng mộ ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài Xá Lợi Phất ngay còn ở tại gia, ngài còn ở trong gia đình á, nổi tiếng là một người rất là thông minh, rất thông thuộc cả ba tạng vệ đà, rất là giỏi, rất là thông minh, và là người trong gia tộc rất là tán phục. Do cái ảnh hưởng của ngài Xá Lợi Phất lớn vậy, khi mà ngài Xá Lợi Phất còn ở nhà, ngài có tên là Út Bát Thích Xá. Cái sự thông minh của Út Bát Thích Xá rất là mạnh, ảnh hưởng tới những người trong gia tộc. Cho nên khi mà nghe Út Bát Thích Xá là đệ tử của Đức Phật Đức Thế Tôn, thì du sĩ Trường Đảo này nó là người thông minh như cháu ta, hay là người thông minh như cậu của ta, mà lại là bái phục cái vị Sa Môn Gotama. Thì Sa Môn Gotama rất là bậc đại sư, bậc là tuyệt hảo, cho nên đi tới mới vấn đạo với Đức Thế Tôn. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất đứng bạc hậu Đức Thế Tôn, rồi nghe Đức Thế Tôn giảng về bài kinh Đa Thọ cho du sĩ Trường Đảo. Ngài vừa bạc hậu Đức Thế Tôn mà vừa lắng nghe, đưa tâm quan sát cho lời dạy của Đức Thế Tôn, và ngài chứng quả A La Hán ngay tại chỗ. Và khi đó thiền định ngài đã tiếp tục sanh khởi lên ngài. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng ở trong cái thiền định á, cái trí nó hỗ trợ cho định. Trong thiền chỉ tịnh á, cái trí nó hỗ trợ cho định, mà trong thiền quán á, cái định này nó hỗ trợ cho trí. Cho nên giữa trí và định, hai cái pháp này luôn luôn hỗ tương lẫn nhau. Nếu ở trong thiền samatha, tức là thiền chỉ tịnh, thì cái trí này sẽ hỗ trợ cho định, và ở trong cái thiền vipassana thì cái định này sẽ hỗ trợ cho cái trí. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái phần mà giảng về trí đó, tức là Jnana Katha đó, thì ngài Xá Lợi Phất đưa ra tới 73 loại trí, trong đó có một loại trí mà không
một có sáu loại trí mà những vị tinh văn đệ tử hay là những phần tục giác cũng không có được. Đó là cái đại bi định trí. Cái đại bi định trí của Đức Thế Tôn, tức là ngày khi nào là buổi sáng á, thì ngài nhập vô trong cái định đại bi đó, ngài rải cái tâm từ tâm mắt mẻ tâm bi mẫn ngài sẽ thấp từ gần cho đến xa, lan rộng lan ra lan rộng cả cả 1.000 tỷ thế giới, tức là 10 muôn triệu thế giới, 1.000 tỷ thế giới, đúng rộng hơn. Cái công năng mà của đại bi, cái đại bi định này á, không một thượng thủ tinh văn nào có thể có được, không một vị Phật tục giác nào có được. Tại sao vậy? Bởi vì vị Phật tục giác hay thượng thủ tinh văn không có cái trí gọi là nhất thiết trí của Đức Phật. Và cho nên trong cái thiền chỉ đại bi định, tức là định của thiền chỉ, là cái tâm từ tâm bi rải ra nhờ cái trí đệ nhất, trí đệ nhất chủng trí của Đức Thế Tôn hay là cái Phật trí á, cho nên cái định này nó cực mạnh mà không ai có thể bằng được. Cho nên chúng ta phải nắm bắt những cái điều như vậy nha. Thì cái trường hợp của ngài Xá Lợi Phất á, ngài chứng đắc được đạo quả và ngài thường xuyên ngài nhập thiền diệt nha. Mà trong cái luận Thì Đàm thì nói rằng cái vị nào mà nhập được thiền diệt á, thì vậy đó phải có một cái tâm gọi là tứ quả ngũ thiền, nên nó tạng nhiều pháp. Nếu nó theo tạng kinh á, thì vậy đó phải có tâm là tứ quả tứ thiền. Khi mà vậy nào có tâm tứ quả tứ thiền á, vậy đó mới nhập diệt thọ tưởng định được. Cho nên chúng ta thấy rằng ngài một kiền liên thì không nhập diệt thọ tưởng định, bởi vì ngài không có chứng đắc được cái tứ thiền trước, ngài chứng đạt được thiền rồi xong ngài là luyện thiền thông. Còn ngài Xá Lợi Phất không có tu tập thiền, nhưng mà khi chứng được cái thánh quả A La Hán thì định nó phát sanh thiền, định nó phát sanh thiền, định tới mức độ mà tứ thiền, ít nhất là tứ thiền, để từ đó ngài có thể thường xuyên nhập vô thiền diệt. Có thể định này là tới cái bát thiền, tức là bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc. Cho nên ngài thường xuyên ngài nhập đi vào trong định và thọ tưởng, rồi sau đó ngài đi tế độ những chúng sanh khác, như là ngài đi tế độ ông Bun Nát Cá rồi trời vô vật, chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mà ngài Kỳ Liên thì không có, chứ ngài Kỳ Liên chỉ nhập vô cái thiền quả, bởi vì ngài chứng đắc thiền được trước, mà cho nên ngài nhập vô thiền quả. Thì trong bảy thế giải giải thích là ngài Kỳ Liên nhập vô cái vô tướng tâm định, tức là ngài quán xét vô thường là chứng đạt đạo quả, thì cũng vô tướng tâm định. Cho nên cái cách thứ hai là người tu tập quán, có người tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước, tức là người tu tập thì quán mà sau đó chứng đắc được thì chỉ tịnh. Cái phương án thứ ba là phương án mà chỉ quán xong tu, tức là người tu tập chỉ tịnh và cái minh sát nằm kết hợp nhau. Thì trường hợp này chúng ta sẽ thấy là giống như là bà Quý Sa Ca hay là ông Cấp Cô Độc chẳng hạn vậy. Khi nghe đưa cái tâm mà quán sát lời Đức Phật ngài dạy về cái pháp tứ diệu đế, hay là bà Quý Sa Ca lúc là còn cô bé 7 tuổi thì cũng đâu có tu tập thiền chỉ đâu, nhưng mà đưa tâm quán sát về lời dạy của Đức Phật, thì cả hai vị này, nhất là cô bé Quý Sa Ca, theo cái lời dạy của Đức Phật, họ chứng đạt tới cái giai đoạn cận định, họ đưa tâm quán xét chứng quả dự lưu. Đây là trường hợp thứ nhất để cho chúng ta thấy rằng là chỉ và quán xong tu. Trường hợp hai chúng ta cũng thấy nữa, giống như ngài Gia Xá chẳng hạn, sau khi mà Đức Phật ngài thành đạo xong thì ngài ở cái vùng Nai, thì một thị gia nam tử có tên là Gia Xá, do cái duyên lành đi tới tìm đến Đức Thế Tôn, rồi nói cái miệng cái lẩm nhẩm là ở đây bẩn chật quá, để duyên lành của Gia Xá cho nên Đức Thế Tôn quá này Gia Xá hay ngồi đây, ở đây rất là thoáng, rất là rộng, không có bẩn chật. Rồi ngài giảng về kinh tứ diệu đế, nghe kinh tứ diệu đế xong thì ngài Gia Xá chứng quả dự lưu. Thì bây giờ cha của ngài Gia Xá đi tìm ngài Gia Xá, khi thấy cái đôi giày vàng của ngài Gia Xá bỏ trước đó, thì ông đi vô mới gặp Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng thần lực
ngăn lại không cho người cha của Ngài Gia Xá thấy Ngài Gia Xá. Cho nên khi đó Ngài Gia Xá mới hỏi lên bà Đức Thế Tôn, Ngài có thấy Gia Xá đi ngang đây không? Đức Thế Tôn Ngài hỏi dạ, này gia chủ hãy ngồi lại đây thì ông sẽ gặp lại con ông. Là sau đó thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng bài kinh Tứ Diệu Đế. Sau khi thuyết giảng bài kinh Tứ Diệu Đế thì người cha chứng quả dự lưu, trong khi Ngài Gia Xá lại chứng quả A-la-hán. Thế trường hợp này chúng ta thấy rằng nó là chỉ quán xong tu, như chưa chỉ dù quán cùng chứng đắc nè, và sau đó thì Ngài Gia Xá xuất gia trong cái giáo pháp này thì như vậy. Đây là trường hợp thứ ba là chúng ta lại rồi. Chúng ta sẽ thấy một trường hợp thứ tư nữa là với một cái vị mà có tâm hoảng hốt dao động rồi sau đó định tĩnh trở lại, rồi vì người đó phát triển tuệ quán thì một cái đạo lộ hình thành. Thì chúng tôi sẽ nói về cái chữ đạo lộ hình thành sao, nhưng mà cái trường hợp thứ tư này cũng rất là nhiều trong kinh điển. Chúng ta thấy điển hình thì chúng ta thấy như là thiên tử xuống Ram Má chẳng hạn vậy. Thiên tử xuống Ram Má thấy rằng là mình sắp sửa chết cùng với 500 cô tiên nữ rồi phải rớt xuống địa ngục, cái tâm hoảng hốt dao động, nó chạy đến mới từ trên còn cõi trời á, mới xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch hỏi pháp cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn làm cho tâm nó yên lặng trở lại, rồi Ngài giảng pháp ra, nghe xong mời pháp đó, thiên tử xuống Ram Má 500 cô tiên nữ đó chứng quả dự lưu rồi trở lại ở trên cái cõi trời như vậy. Hoặc là chúng ta thấy như một trường hợp như vua trời Thế Tích. Vua trời Thế Tích thường thấy cái năm hiện tượng báo tử của mình. Thông thường những vị trời có cái quy luật thì trước khi chết, trước khi mà mệnh chung có cái năm hiện tượng báo tử, thứ nhất là cái thiên hoa trang điểm bị nhạt màu, thứ hai là hào quang bớt sáng, thứ ba là cái thiên y nó bị ngày cũ, thứ tư là cái mồ hôi nách nó chảy ra, và thứ năm là cái tâm nó bồn chồn, nó lo lắng, nó sợ hãi. Năm điều này là năm hiện tượng báo tử của một vị thiên nhân ở cõi trời đạo lợi, và phải là những cái vị mà có các uy lực lớn. Thì khi mà vua trời Đế Thích thấy cái năm hiện tượng báo tử đến mình á, thì ông biết là mình sắp sửa chết rồi. Nhưng mà nhìn lại những cái tài sản của mình, nào là những cái lâu đài như là quy trái nhân phá, rồi nhìn lại những cái cung điện, rồi những cái thiện pháp đường, rồi những cái vườn hoa nên đó quá ná vân vân, rồi nhìn tới những cái nhóm mà tiên nữ tùy tùng, thì có hai bản sẽ giải. Bản sẽ giải thứ nhất nói rằng nhóm tiên nữ tùy tùng á, tức là theo hầu á, vô trời trời đất á, không kể tiên nam nha, chỉ nói tiên nữ không thôi á, là 36 triệu, 36 triệu vị tiên nữ theo hầu vua trời Đế Thích. Mà con nào con ấy đâu có xấu gì đâu, thì con nào con ấy rất là xinh đẹp, thì tuyệt vời luôn. Thậm chí Ngài Nanh Đá mà so sánh cái nhan sắc của nàng Á Phí của Bá Nanh Đa đó, so với 500 cô tiên mà có cái bàn chân đỏ giống như chân chim bồ câu á, thì chẳng khác nào con khỉ cục đuôi ngồi trên gốc cây trái, so với 500 cô đó như vậy. Cho nên 36 triệu tiên nữ xinh đẹp như vậy. Rồi một bản thế giải khác nói rằng là số lượng mà tiên nữ theo hầu hạ vô trời đất á là khoảng 25 triệu. Cho dù là số 25 hay số 36 thì chúng ta thấy rằng cái số lượng mà tiên nữ mà theo hầu á rất là đông nghẹt. Cho nên vô trời rất là luyến tiếc. Bây giờ sắp sửa chết rồi, bỏ lại thì cái vẻ hơi là tiếc, và muốn tìm cách mà giữ lại thì nói rằng là đâu có ai có thể giúp được mình, chỉ có Đức Thế Tôn thôi. Cho nên thì vô trời nó thích nó mới cùng với đồng tử là Banh Chá Xí Khá đi xuống tìm gặp nghe Đức Thế Tôn để mà hỏi pháp với Đức Thế Tôn. Thì điều này được ghi nhận ở trong trường bộ kinh, bài kinh là Đế Thích Vấn Đạo. Thì sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn xong, thì khi mà đi tới gặp Đức Thế Tôn thì tâm ông bắt đầu vững tin trở lại, nó không còn bị loạn động nữa, nó không còn lo sợ chết nữa, tâm nó vững chắc trở lại. Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng những câu hỏi rồi hỏi vô trời Đế Thích hỏi, nghe xong câu hỏi đó, những lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn, thì vô trời Đế Thích đưa tâm quán xét và chứng đắc được cái đạo quả dự lưu. Thì sau khi chứng đắc quả dự lưu vừa chứng đắc xong thì vua trời Thích mệnh chung chết.
là chết là tái sanh lại vô trời thích nữa. Bởi điều kiện này, cái điều này chỉ có vô trời đã thích biết và Đức Thế Tôn biết mà thôi. Tức là chứng quả dự lô xong rồi chết rồi, mà chết là tái sanh lại làm vô trời thích nữa. Rồi thì cái điều này chỉ có hai người biết thôi. Ở trong bản sứ giải giải thích này, cái vô trời đã thích đó, là cái bậc rất là tối thắng về cái ủ phước. Thì sau khi mà viết cái kiếp vô trời thích là ở trên cõi là đạo lợi đó, ngài tái sanh xuống cõi nhân giới làm vua di chuyển quân vương. Thì cái kiếp mà làm vua chuyển quân vương á, thì vua trời đế thích lại chứng quả nhất lai, rồi sau khi ra tái sanh lại là làm vua trời đế thích nữa. Trong cái kiếp làm vua trời đế thích, ngài chứng quả bất lai. Sau khi chứng quả bất lai xong, ngài sanh về cõi vô phiền, gọi là vô nhiệt, cõi thiện điện, thiện kiến sắc cứu cánh. Tức là tổng cộng là ngài sinh tử luân hồi khoảng chừng 31.000 kiếp trái đất nữa, ngài mới chứng quả A La Hán. Đây là trường hợp thứ tư, tức là đối với người có tâm quản hốt dao động nhưng mà sau đó định tĩnh lại rồi thì nhờ đưa tâm pháp quán thì bây giờ đạo lộ hình thành. Vì vậy đó chứng quả. Thì cái chữ đạo lộ hình thành thì ngài Xá Lợi Phất trong tập mà Bát Tí Samhita Bát Giá có giải thích này, đó là chánh kiến được hình thành là do nhận thức được một cái sự tốt đẹp. Thứ hai là chánh tư duy được hình thành là do gắn chặt nhà tâm vào cái đề mục. Thứ ba, chánh ngữ được hình thành là do gìn giữ như một cái sự thật. Rồi chánh nghiệp được hình thành là do hình thành, do là khởi sanh đúng đắn, đó là một cái đạo lộ được hình thành. Và chánh mạng được hình thành là do sự trong sạch được đối với đạo lộ được hình thành. Và chánh tinh tấn là sự nỗ lực một cách đúng đắn được hình thành. Rồi họ chánh niệm là sự ghi nhớ chìm sâu vô trong cái đối tượng, đối tượng đây lại là niết bàn, nó là được hình thành, đạo lộ được hình thành. Và chánh định là một sự an trú tâm vào trong cái đề mục được tốt đẹp hình thành, cho nên chữ đạo lộ hình thành là được giải thích là như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái mấy trường hợp như vậy thì cũng cái tương cái tăng chi kinh á, trong cái pháp bốn chi thì có Đức Phật ngày có giải thích về cái bốn cái sự hành đạo, bốn sự hành đạo. Thứ nhất là cái sự hành đạo cách nhất là thực hành khổ nhưng mà chứng đắc chậm nha. Nếu là chữ Bali gọi là Đúc Kha Petibada Đanh Tha Phinya, tức là thực hành thì khổ, Đúc Kha là khổ nha, mà chứng đắc thì chậm. Đanh Tha Phinya tức là cái thắng trí phát sinh lên chậm. Đây là cái cách thực hành thứ nhất. Cách thực hành này tức là nếu một cái người thực hành rất là khó khăn nha, mà đã rất là nỗ lực, phải nỗ lực kiên trì rất là nhiều nhưng mà chứng đắc là chậm. Do sao? Do tại sao mà phải thực hành khổ như vậy? Bởi vì do cái phiền não nhiều, tức là tham sân si nhiều, và cho nên khi mà thực hành pháp nó phải khó khăn, gặp những cái trở ngại, gặp những cái chướng ngại, và sự chứng đắc nó lại là chậm. Là do đâu? Là do năm quyền bị yếu kém. Năm quyền đó là gì? Nó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Năm quyền này nó không có được vững mạnh, nó không được là mạnh, nó được tốt đẹp, cho nên hành thì rất là khó khăn mà chứng đắc thì chậm chạp. Đây là trường hợp của ngài Chắc Cú Ba La. Trong chú giải kinh Pháp Cú thì cái nói câu chuyện của ngài Chắc Cú Ba La. Ngài lúc mà tuổi cũng lớn tuổi, ngài đi xuất gia ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì ngài nguyện thọ trì cái hạnh gọi là ngăn qua ghi nằm Phật thượng, tức là thân ngài lúc nào cũng thẳng, ngài không có nằm mà chỉ có giữ cái quay nghi, giữ ba quay nghi thôi, là đi đứng và ngồi, và lúc nào lưng ngài cũng thẳng hết. Nhưng một cái ác nghiệp đã xảy đến cho ngài, tức là cái con mắt của ngài bị bệnh bệnh, nhưng mà ngài từ chối cái sự chữa trị của Lưu Ly. Lưu Ly yêu cầu ngài là ngửa mắt ra để mà nhỏ thuốc vào,
Thì cái khi mà cái ngửa mặt ra, ở phía sau vậy đó, thì là cái hạnh nguyện mà họ trì ngăn quay nghi nằm bậc thượng bị cắt đứt. À, ngài quyết định là giữ quay nghi đó. À, cho nên cái ngài không chịu nhỏ thuốc. Thì cái khi mà con mắt ngài vừa bị mù thì lúc đó ngài chứng quả A La Hán. Thì trường hợp này gọi là hành khổ, hành khổ nhưng mà chứng đắc thì chậm. Thì chữ Pali gọi là đúc khá bát thí ba đa. Bát thí ba đa là cái con đường thực hành. Rồi cái chữ là đanh tha phí nha ná, đanh đanh tha phí nha, apinya có nghĩa là cái thắng trí, đanh thá đó là chậm chạp, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là thực hành khổ mà chứng đắc nhanh, nghĩa là họ đúc kha bát tí bát đa khiếp ba thiên nha, khiếp ba thiên nha, tức là cái người này thực hành thì khó khăn nhưng mà chứng đắc thì nhanh, nhanh chóng chứng đắc. Họ vì sao mà thực hành khó? Bởi vì do cái phiền não nhiều, tức là do cái tham sân si cũng nhiều. Nhưng mà cái năm quyền thì rất là mạnh, cho nên là cái thực hành nó khó khăn nhưng mà chứng đắc thì lại nhanh chóng. Đây là trường hợp của ngài Một Kiền Liên. Một ngày Một Kiền Liên rõ ràng chúng ta thấy rằng là ngài thực hành thiền định, cho nên đến nỗi mà mệt mỏi bị hôn trầm sinh khởi, nhưng mà sau khi mà diệt trừ được cái hôn trầm rồi ngài chứng quả A La Hán liền. Cho nên cái thực hành thì khổ chứng đắc nhanh như vậy. Mà cái chứng đắc nhanh là do cái năm quyền mạnh. Rồi đó là phương án thứ hai. Phương án thứ ba là thực hành dễ nhưng mà chứng đắc chậm. Tức là Sukha Matipada Nantha Phinya, tức là cái thực hành thì rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, nhưng mà chứng đắc rất là chậm chạp, rất là chậm chạp. Đây là cái cách mà trong kinh điển chúng ta gặp cũng rất nhiều. Nói là cái người mà thực hành rất dễ dàng bởi vì ít cái phiền não, rất là nhẫn, nhưng mà chứng đắc chậm bởi do cái năm quyền nó yếu. Đây là trường hợp giống như ngài Chư Tăng Của Tá, thì ngài chỉ là thu hút con mắt mà thôi, chỉ là con mắt ngài chỉ nhìn phía trước khoảng 2 thước, không có nhìn bên phải, không nhìn bên trái, không nhìn lên trên, không nhìn xuống đất, chỉ nhìn ở cái tầm 2 thước phía bên trước mắt mà thôi. Nó rất là dễ dàng, không có gì nó khó nhọc cả. Nhưng mà ngài phải mất đi 55 năm mới chứng được thánh quả A La Hán. Thì trường hợp này được gọi là thực hành dễ mà chứng đắc thì chậm. Rồi cái cách thứ tư nữa là thực hành thì dễ dàng, chứng đắc là nhanh chóng. Tức là họ Sukha Patipada Khiếp Ba Thiên Nha, tức là cái thực hành thì rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng và chứng đắc rất là nhanh chóng. Đây là trường hợp mà sự hành pháp của ngài Sa Lợi Phất. Ngài chỉ đứng quạt hầu Đức Thế Tôn thôi thì đâu có gì đâu mà mệt nhọc, đâu có gì đâu mà khó khăn đâu, rất là dễ dàng. Nhưng mà chứng đắc cái bài pháp của giảng cho du sĩ Trường Đạo không thì ngài đã chứng quả A La Hán rồi. Nhưng mà luôn cả thiền định tới nữa, cho nên chúng ta thấy rằng đây là cách hành đạo thứ tư như vậy. Đó là mấy cái điều này thì nằm ở trong Phân Chi Kinh, trong cái phẩm như là A2 pháp 4 chi đó, A2 bài kinh 149. Chúng ta có thấy rằng đó là những cách thực hành, 4 cách thực hành như vậy. Rồi chúng ta cho điều này cho thấy rằng ở lúc nào thì cũng có cần thiền định cả, chứ không lúc nào mà không cần thiền định. Cho nên những cái lời phát biểu vừa rồi chúng ta nói rằng các vị đó nên đi sám hối pháp bảo để mà có thể chúng ta chứng tiếp một cái bài kinh khác ở trong cái tập tương ưng kinh tập 5, phẩm tương ưng sự thật, tức là bài kinh 414. Thì bài kinh nó về định khi mà Đức Phật ở tại thành Sa-va-ti, ngài giảng là: này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Này các tỳ khưu có định thì như thật biết rõ. Bát cha na tí, thì như thật biết rõ cái gì?
như thật biết rõ đây là khổ, đây như thật biết rõ đây là nguyên nhân sinh khổ, như thật biết rõ đây là sự gì khổ, đây là khổ, và như thật biết rõ đây là con đường dẫn tới sự gì khổ. Như vậy này các thầy cô hãy nên tu tập này. Tiếp theo nữa, bài kinh đó chúng ta có là bài kinh về định. Như Đức Phật thì dạy rằng này các thầy cô, thầy cô có định như thật biết rõ. Do vậy này các thầy cô, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, đây là sự cố gắng, đây là sự gì khổ, đây là nguyên nhân của sanh khổ, đây là sự gì khổ, và đây là con đường dẫn tới sự gì khổ. Một cố gắng như vậy để mà thực hiện thì đây là một con đường đưa đến tốt đẹp, thì cần phải tu tập. Đây là cái bài kinh ở trong Tương Ưng Kinh, và một bài kinh khác ở trong Tương Ưng Kinh tập 4, thì trong phẩm Tương Ưng về vô vi thì bài kinh về thân, tức là bài kinh S 4 359 Đức Phật ngày dạy này. Này các thầy cô, ta sẽ giảng về pháp vô vi, tức a sanh khát tá. A sanh khát tá chữ là dịch là vô vi. Vô vi có nghĩa là một tên gọi chỉ cho niết bàn. Và con đường đưa đến vô vi, hãy lắng nghe. Và này các thầy cô, thế nào là vô vi? Này các thầy cô, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các thầy cô đó là gọi là được vô vi. Và này các thầy cô, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân hành niệm, tức là kayagata sati. Này các thầy cô, đây là con đường đưa đến vô vi, tức là cái bài kinh thân hành niệm Đức Phật ngày dạy để tu tập về niệm đó, thì dẫn tới cái mắt được niết bàn. Cho nên Đức Phật ngày đã dạy thì cô dạy giống như một cái lời giáo giới. Khi mà Đức Phật dạy thì tiếp rằng này các thầy cô, những gì một bậc đạo sư cần phải làm để cho những đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng từ bi mẫn, và vì khởi lên lòng từ bi mẫn đối với những đệ tử, và tất cả ta làm đối với các người. Này các thầy cô, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta đối với các người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái lời cái tu tập thiền định đó là lời giáo giới của Đức Thế Tôn, chứ không phải là không có phải là giáo giới. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều mình tu tập thiền định nó là tốt đẹp như vậy. Và đồng thời nếu mà nói về cái sự cái bị hiểu lầm rằng thiền định là không chứng đắc đạo quả rồi nó phát bỏ thiền định thì cái điều đó là sai lầm, và vậy đó sẽ hiểu chữ giải thoát một cách rất là máy móc. Chữ quý móc cá cũng là dịch là giải thoát, thì ở trong tập Bát Tí Sâm Phi Đa cũng giải thích về cái quý móc cá kata, tức là giảng giải về cái sự giải thoát. Thì trong đó ngài Xá Lợi Phất ngài nêu ra cái những sự giải thoát là không tánh giải thoát, vô nghĩa giải thoát, và rồi vô tướng giải thoát. Ngoài ra còn tới 68 cách gọi là để giải thoát, tức là quý móc khá. Chữ quý móc khá có đồng nghĩa chữ quý móc tí. Quý móc tí cũng là thoát ra, tức là rìa bỏ hay là thoát khỏi. Quý móc khá cũng vậy, tức là chữ móc khá cũng là thoát ra, cũng là lìa bỏ, cũng là thoát khỏi. Quý là đặc biệt, tức là thoát ra một cách đặc biệt hay là lìa bỏ một cách đặc biệt. Như vậy chúng ta thường chúng ta dịch cái mấy chữ từ này có nghĩa là sự giải thoát. Thì ở trong cái phẩm mà quý móc khá cà tha thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng giải thích nè, có những cái pháp được gọi là giải thoát, tức là có bốn pháp được gọi là giải thoát của nội phần. Đó chính là người tu tập được cái chứng đắc được sơ thiền, chính là người đó đang giải thoát được cái năm triệt cái, tức là năm pháp chướng ngại. Rồi cái người họ chứng đắc được nhị thiền thì người đó đang giải thoát được khỏi tầm tử. Rồi người mà chứng đắc được tam thiền thì người đó đang giải thoát được khỏi cái ý lạc và cái hỷ. Và người chứng đắc được cái tứ thiền, người đó giải thoát được cái lạc khổ hay hỷ vô có từ trước. Đây là cái được gọi là giải thoát của nội phần,
tức là giải thoát ở bên trong. Còn giải thoát ngoại phần, tức là cái người mà tu tập mà chứng được không vô biên xứ, thì người đó giải thoát ra được cái sắc tưởng, giải thoát được cái vị biệt tưởng, giải thoát được cái đối ngại tưởng. Cái người mà tu tập được, chứng đắc được thức vô biên xứ, thì người đó giải thoát được không vô biên xứ. Người mà tu tập chứng đắc được vô sở hữu xứ, thì người đó giải thoát được cái thức vô biên xứ. Và người mà tu tập chứng đắc được phi tưởng phi biên tưởng xứ, thì người đó giải thoát được cái vô sở hữu xứ. Thì bốn cái tầng thiền vô sắc này được gọi là giải thoát ở ngoại phần. Nói cái khác, bốn tầng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được gọi là giải thoát nội phần, tức là giải thoát ở bên trong. Còn bốn tầng thiền vô sắc thì được gọi là giải thoát ngoại phần, tức là giải thoát ở bên ngoài. Còn bốn cái sự giải thoát bên trong lẫn bên ngoài, tức là bốn sự giải thoát nội ngoại phần, tức là bên trong ở bên ngoài, chính là bốn thánh đạo. Và trong bốn thánh đạo này, ngài Sa Di Phật ngài giải thích rằng cái người, cái vị mà chứng đắc được dự lưu đạo, vì vậy đó thì giải thoát được ba cái dây trói buộc, thoát ra khỏi ba cái dây trói buộc, đó là thân kiến, hoài nghi và những giới cấm sai lạc. Rồi cái vị mà chứng đắc được nhất lai thì giải thoát được cái gì, ái dục và sân hận thô. Tức là cái ái dục và sân hận này nó có ba cái chỗ nằm. Một cái chỗ thứ nhất là ở dùng thân và ngữ gọi là dục ái và sân hận thô. Thứ hai, cái dục ái và sân hận nó ở dùng từ miên, tức là ở trong tâm, tức là dùng tế. Rồi thì cái người mà vậy mà chứng đắc được cái nhị đạo thì giải thoát được cái dục ái và sân thô. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cho dù vị nhất lai này có khó chịu, có bực mình, có không hài lòng với những cái đối tượng nào đó, nhưng ngài không bao giờ mắng chửi, ngài không bao giờ nói một cách độc ác, hay là nói cách chia rẽ, hay là nói cách lời xấu xa. Dù cho cái ý thích của ngài cái vị nhất lai này có thể là thích, còn cái trong tâm ý vẫn còn thích những sắc đẹp, thích những cái lời ác du dương, thích những cái món vị ngọt ngon ngọt, nhưng thân ngài sẽ không vi phạm vào cái những cái điều đó. Ngữ ngài không có vi phạm những điều đó, gọi là cái ái dục thô và sân đô nó bị giải thoát, nó bị diệt trừ. Đối với vậy mà chứng là bất lai thì ái dục vi tế và ái dục mà sân vi tế được trừ tử, tức là sẽ thoát ra, tức là ở cái dùng tiền, tức là dùng tâm ý nó không còn cái dục ái nữa, nhưng vậy đó, vậy trong dùng tiền biên vẫn còn cái sắc ái và vô sắc ái. Nên đối với vị bất lai thì không còn dục ái và không còn sân hận nữa, dù phần thô hay là phần vi tế đều thoát ra khỏi hết. Rồi đối với vị chứng đạo A La Hán thì tất cả năm giây có một còn lại là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh đều bị cắt đứt, rất là vậy đó, giải thoát được cái năm cái điều này. Cho nên cái bốn thánh đạo này ngài Sa Di Phật này gọi rằng sự giải thoát nội ngoại phần, tức là giải thoát cả bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ý nghĩa giải thoát rộng rãi như vậy, nó cả là 68 cách giải thoát như vậy, chứ không phải chỉ nói về cách chứng đạt đạo quả là giải thoát. Đã thành rồi, đã thành là chứng đạt được cái thánh đạo là đã giải thoát, nhưng ngoài ra còn những giải thoát có cái phụ trội ở phía sau nữa. Như là thơ sơ thiền thì giải thoát được cái năm triệt cái, vân vân, như chúng ta vừa trình bày. Chính vì không hiểu được cái này cho nên mới cái phát biểu rằng là vì không có đến cái giữ giải thoát cũng đó là tà định. Ở trong phần giải về cái quý bốc khắc ca tha, tức là giảng về cái sự giải thoát này, thì ngài Thái Lợi Phất cũng nêu ra rằng là cái gì là nghịch với giải thoát. Đây là chúng ta mới thấy rằng cái được gọi là tà định đó thì được gọi là nghịch với giải thoát. Cái gì nghịch với giải thoát? Chính là ba bất
chứng căn, tức là tham sân si. Tức là khi tham sân si nó hình thành rồi thì đó được gọi là cái pháp đối nghịch với sự giải thoát. Nói cách khác, nếu gọi là tà định thì như là thượng tọa giác viên giảng về cái tà định, cái nào cái định nào mà không giải thoát là tà định, mà ám chỉ tới cái định ở trong cái tham sân si. Tại cái định á, cái định này cái chữ cái theo nhiều pháp nó chính là cái tâm sở các cá ta, tức là tâm sở nhất hành. Và tâm sở nhất hành này luôn luôn nó có mặt ở trong tâm tham cũng có, tâm sân cũng có, tâm si cũng có, và những cái tâm thiện cũng có. Mà khi mà để các cá ta này ở trong tâm thiện hay những tâm thiện thì nó thuộc về chánh định, còn nó ở trong cái tâm tham hay tâm sân tâm si thì nó thuộc về tà định. Cho nên ông Bá Tí Sa Di Đà Bát Giá ngài Sáng Phật ngài giảng rằng cái pháp mà đối nghịch với cái giải thoát, tức là ba bất thiện căn, tức là tham sân si, hay nói cái khác nó chính là cái định phối hợp với tham sân si, thì định này nó gọi là tà định, tức là đối nghịch với giải thoát. Rồi đối nghịch với giải thoát là còn gì nữa? Đó chính là ba ác hạnh. Ba hạnh tức là giới, tức là thân ác hạnh, ngữ ác hạnh và ý ác hạnh. Ý ác hạnh đây còn bao gồm là tham sân và tà kiến. Rồi chính tà kiến này nó cũng gọi là một cái ý ác hạnh, mà ý ác hạnh này nó sẽ không dẫn tới giải thoát. Và trong những cái ba ác hạnh này thì cái tà kiến là cái quan trọng nhất, cái ghê gớm nhất, cái nguy hiểm nhất và cái là tệ hại nhất. Bởi vì những cái tham người ta có thể sinh lên cõi an vui được. Bởi vì giống như một cái người Phật tử tham thích về cái làm phước, khi mà làm phước xong ước nguyện con được như thế này, được như thế kia trong kiếp tương lai, thì cái đó là cũng là tham. Nhưng mà còn biết làm phước thì còn nghĩ tới cái hậu phận của mình. Còn như riêng tà kiến khi mà sân khởi lên thì nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh ngay, tức là sẽ rớt xuống địa ngục ngay, hay là sanh làm súc sanh, hay sanh làm ngạ quỷ ngay lập tức. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong cái pháp, trong cái tăng chi kinh phẩm mà tà kiến á, thì là cái tà kiến là cái phẩm mà Đức Phật ngài nói là nó tệ hại nhất, nó là nguy hiểm nhất. Cho nên cái người học Phật chúng ta phải lưu ý được cái điểm này. Cho nên vị thánh Dự Lưu sao không còn rớt xuống bốn ác đạo nữa? Bởi sao? Bởi ngài đã từ những cái tà kiến là cái thân kiến mà không còn chấp nhã nữa. Cho nên khi muốn mà thoát khỏi được cái bốn ác đạo này, chúng ta phải lần lượt trừ diệt đi cái tà kiến, và tà kiến được trừ diệt một cách vĩnh viễn. Khi vị đã chứng đắc chính đắc được cái thánh đạo sơ quả. Cho nên khi mà chúng tôi trình bày vậy để cho các vị sau khi mà giảng pháp đó, cho nên phải nương vào kinh điển, nương vào cái sự giảng dạy của Đức Thế Tôn, để chứ đừng có đi ngược lại giáo pháp, nó rất kỳ nguy hiểm cho các vị và làm ảnh hưởng đến những cái người nghe pháp họ không có thời gian để mà truy cứu về kinh điển và cái tin theo như vậy thì làm hại người, hại mình nữa, nó rất là không được tốt đẹp nha. Và quý vị cũng phải nên nhớ rằng thời buổi này những người Phật tử rất là khôn ngoan chứ không còn như ngày xưa nữa. Bởi sao? Bởi vì kinh điển của Đức Phật hay là những bản sớ giải, những cái điều tốt đẹp ra được các vị cổ đức lưu truyền lại đó, rất là nhiều ở trên mạng, ở trên cái mạng lưới internet rất là nhiều. Khi một cái gì mà nói mà sai sót gì đó thì sẽ với người Phật tử không nói ra, nhưng mà họ sẽ mất niềm tin nơi cái vị giảng pháp. Điều này rất là nguy hiểm, làm cho giáo pháp bị lung lay, bị không có được chuyển mạnh. Cái những người mà giỏi về vi tính á, khi mà muốn thi cứu một bài kinh nào đó, chỉ cần lên Google gõ cái thì bắt đầu ra bài kinh đó. Rồi bà xem như mình nói sai như vậy á, thì người ta sẽ cười vào mũi mình.
và người ta mặc dù người ta không nói ra nhưng mà họ sẽ nói mình là một ông siêu dốt như vậy. Chứ đừng có tưởng là tử bây giờ là như ngày xưa nữa, không phải đâu. Mình phải biết tôn trọng thính chúng, và mình phải biết là tôn trọng những người nghe, và mình phải đi đúng với những gì Đức Phật ngài dạy, chứ không phải mình nói theo tư kiến của mình, nói mà không có dẫn chứng, nói mà do do sự suy nghĩ, sự suy nghĩ của mình không đúng đắn đâu, mà sự suy nghĩ mình phải phù hợp trong cái kinh điển. Chúng ta thấy rằng là trong những bản sớ giải, trong những bản phụ sớ giải, luôn luôn các ngài khi nói ra một điều gì đó, các ngài đều đem dẫn chứng kinh điển ra. Cái điều này Đức Phật thì nói ở đâu, như trong sách Thông Tin Đạo chẳng hạn vậy, thì ngài sách ngài Phổ Thắng Bồ Tát, ngài dẫn chứng khi nói một cái điều này á, thì ngài dẫn chứng ở kinh điển nào, kinh Trung Bộ, kinh Thường Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi, kinh Tiểu Bộ, vân vân. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý trở lại, chứ quý vị đừng có nghĩ rằng mình mang cái mát thiền miến điện về mà mình nói sao mình nói người ta nghe tin theo, chưa chắc đâu mà người ta cười vô mũi mình đấy. Đây là chúng tôi góp ý cho các vị như vậy nha. Rồi, và chúng tôi lấy là cái thời giảng của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, rồi phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở tứ đại dương, chư thiên ở cõi đạo lợi và chư thiên ở chung quanh đây, và mong rằng các ngài quan lễ thọ dụng rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể chư Phật tử được sự an vui thịnh lạc. Đưa theo quả phước này xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị được an nghỉ và được an vui. Đưa theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng biết thuộc của toàn thể chư Phật tử còn tại tiền. Nương theo quả phước này xin đem lại sự an lành cho thân bằng biết thuộc của toàn thể chư Phật tử đã quá giảng, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ hưởng quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng nương theo quả phước này xin chia đều tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ hưởng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thâm Ma Giác, Nam mô Sơn Khai Giác.